Tiếp tục thông tin về cơn bão số 6 Trà My. Cơn bão này có đường di chuyển phức tạp, có thể đổi hướng khi tiếp cận đất liền, thế nhưng vẫn gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ. Đây là thông tin tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão diễn ra vào chiều nay. Đến chiều ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 560 km về phía đông đông bắc. Sức gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây bắc. Dự báo đến chiều ngày 27 tháng 10, bão trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 180 km với cường độ cấp 10, 11, giật cấp 14. Rạng sáng ngày 28 tháng 10, bão có thể đổi hướng đông đông nam. Dù bão có thể chuyển hướng, nhưng bão vẫn sẽ gây mưa rất lớn cho các tỉnh Trung Bộ từ chiều tối ngày mai, ngày 26 tháng 10. Cái đặc biệt nữa là cái lượng mưa rất lớn. Và lượng mưa như vậy nếu cái mức là 500, 700, thậm chí có nơi 1.000, thì không cẩn thận nó sẽ lại như kịch bản của năm 2020. Và nó sẽ gây ra cái ngập lụt đô thị, dân cư rồi sạt lở vân vân. Chúng ta chưa nói đến cái sạt lở bờ biển. Nhưng mà với cơn bão này mặc dù gió không to, giật có thể nó chỉ đến cấp 10, cấp 11 thôi. Nhưng mà cái thời gian lưu sóng nó rất lâu. Và cái thứ hai nữa là sóng theo cái hướng hiện nay thì nó khoảng 45-50 độ chích vào bờ. Mà nó lại lâu như thế này nữa thì khả năng cao là sẽ có cái sạt lở bờ biển rất lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển. Tập trung thu hoạch diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch. Ra soát sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chủ động biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ các tàu cá của các tỉnh thành trong khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến hướng di chuyển của bão số 6. Hiện lực lượng chức năng các địa phương đang duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện, thông báo kêu gọi vào bờ tránh trú an toàn. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh thành trong khu vực miền Trung, đến sáng ngày hôm nay đã có hơn 23.800 tàu với trên 126.500 lao động đã về bờ, neo đậu an toàn tại các âu thuyền, khu vực tránh trú bão. Hiện vẫn còn 1.357 tàu với 12.362 lao động đang hoạt động trên biển. Mặc dù không có phương tiện nào đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 6, nhưng lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục duy trì hệ thống thông tin, thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh. Dự báo, hướng di chuyển của bão số 6 phức tạp, lực lượng chức năng các địa phương cũng yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu cấm biển kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 10 cho đến khi bão tan. Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao. Các cơ quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Hôm nay, Bộ Công an cũng ra công điện số 18 gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và thủ trưởng một số đơn vị về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 6. Cụ thể, công điện gửi Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và thủ trưởng một số đơn vị, Cục An ninh Kinh tế, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng, Cục Kế hoạch và Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Trang bị và Kho vận, Cục Y tế, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Để triển khai thực hiện hiệu quả nghiêm túc công điện số 110 CDTTG ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó bão Trà My, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương tập trung tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, ứng phó phù hợp với diễn biến của bão, mưa lũ tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân, không để tội phạm lợi dụng bão, mưa lũ nhằm hoạt động phạm tội tại các khu vực sơ tán dân cư đi đến và chủ động phát hiện, đấu tranh việc đưa tin sai sự thật,
xuyên tạc về mưa bão gây hoang mang dư luận. Bố trí lực lượng vật tư, phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn kịp thời, bảo đảm an toàn giao thông. Đối với khu vực ven biển, đảo và trên đất liền, phối hợp sơ tán di rời người dân cùng phương tiện tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Đối với khu vực miền núi, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, cắm biển báo, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở không đảm bảo an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Phối hợp sơ tán, di rời người dân cùng phương tiện tài sản tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm vùng hạ du. Các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng phương tiện, vật tư, thuốc men để chi viện khi có yêu cầu, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với bão, mưa lũ, tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Giao Cục Truyền thông Công an Nhân dân tăng cường phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, các cơ quan truyền thông trung ương, địa phương, tổ chức phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, cứu nạn, cứu hộ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về hoạt động công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo bộ đến công an các đơn vị địa phương, nhất là cấp cơ sở, bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai.